tiếp theo chắc chắn là một gương mặt rất quen thuộc với các bạn. Ma nữ. Cô làm đi, tôi mệt ạ. Thả các con nick nhá.
rồi. Em đọc cái bài mà trước khi em nhảy xuống em viết trong thư tiểu mệnh của em nhá. Đêm nay trăng cao quá, anh thơm em gò má. Đêm nay trăng cao tít, anh thơm em gò má. Thôi thế này em ạ, tôi thì tôi thấy em hơi điên. Nhưng mà tôi là tôi thích cái điên của em rồi đấy. Em cũng thích cái điên của em không ý? Đừng có làm mất nội bộ chúng tôi. Chúng ta phải đem giải em sao? Làm sao? Nhớ nhá, nhớ.